Có mấy chiếc xe này đẹp quá em. Dòng này là Đức Pha Là xe này của Đức hả? Dạ đúng rồi, à của Đức. Là hàng mới 100% hay sao? Dạ hàng mới 100% luôn. Là mình nhập khẩu nguyên chiếc về luôn. Dạ mình nhập khẩu nguyên mình lấy chiếc. xe này về luôn. Dạ. Nó là bao nhiêu ngựa? Nếu Con về mã này lực là 40 ngựa. 40 mã lực là Dạ 4045. Dạ đúng rồi, À 40 PS. hàng đẹp dễ sợ. Hai con y nhau luôn hả? Dạ một con 40, một con 60. À một con 60. Như vậy cái con mà 40 này là bao nhiêu tiền em? Con này là 320 triệu. 320 triệu, còn con 60 là bao nhiêu? 450 triệu. 450 triệu. Bảo hành 1000 giờ sử dụng đầu, à 1 năm sử dụng, cái nào tới trước thì tính trước. À dạ. 1000 giờ sử dụng. Ừ, đẹp quá ha. Là em lấy về hai con bán thử hả? Dạ. Cái này thì em là đại lý ủy quyền của tỉnh Lâm Đồng. À đại lý dạ. ủy quyền của tỉnh Lâm Đồng. Em phân bổ giá bằng giá đấy, bằng giá của công ty. Rồi bằng giá công ty. Rồi để anh đi soi hai chiếc này ha. Dạ. Xong rồi có gì rồi mình sẽ ghi số điện thoại trên tiêu đề đó. Có địa chỉ ở trong phần mô tả đó, bạn nào muốn mua thì hãy tới lấy. Tính ra chiếc này nó còn đẹp hơn chiếc Lamborghini chứ hả? Dạ đúng rồi. Nhìn đẹp, Lamborghini là đẹp. Đẹp ghê luôn á nha. Đẹp khủng khiếp thật. Rồi tắp luôn. Lên. Quá đẹp. Thì ra máy cày mới là hãng nào cũng có ở Việt Nam và hãng nào cũng có đại lý để bán ở Việt Nam hết nha các bạn nha. Thì vậy là Yanmar, Điêu, Kubota đều có hết. Rồi mình chỉ có quay sơ qua thôi, còn các bạn nào mà muốn mua thì tới xem cho kỹ. Đây là chiếc Điêu các bạn nha. Đó, mình sẽ soi. Mình xem. Đó. Mình cho các bạn xem nghía cái máy cày Điêu mới nè. Quá đẹp luôn đúng không các bạn? Tuyệt đẹp. Nhìn cái vàng bánh nó dễ sợ, dữ tợn chưa, vút ghê chưa. Rồi nếu các bạn nào mà muốn thích cái dòng này mà muốn mua thì mình sẽ có cái địa chỉ trong phần miêu tả các bạn nha. Các bạn sẽ bấm vào cái tam giác kế bên của cái tiêu đề video có số điện thoại, rồi các bạn kéo xuống phía dưới các bạn xem cái địa chỉ của cơ sở này các bạn nha.